Ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 Hàn của em nhé. Và nó đang bị như này. Đây. Các bác nhìn rõ không? Nó đã bị ám màn, bị lưu ảnh. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Nguyên một dải thanh điều hướng như này. Quá là ghê luôn. Nói thế thôi chứ đùa các bác thôi. Cái này không phải là con G8 của em bị ám màn đâu, mà là một cái con V40 của một bác trong hội bị ám màn như này đây. Đó, thì em sẽ làm cái clip này để mà nói rõ hơn cho bác nào mà chưa rõ về việc mà bóng mờ lưu ảnh ở trên LG nhà mình nhé, nhất là những bác nào mới ấy. Tại vì nhiều bác mới vào vẫn đang còn rất là phân vân về việc mà LG nhà mình có còn bị bóng mờ hay không ấy. Thì trước tiên ấy, để nói rõ cho các bác biết bóng mờ là như nào, lưu ảnh là như nào ấy, thì cái việc bóng mờ ấy là nó cũng kiểu như này này, nó sẽ để lại một cái hình ảnh kiểu như cái dải thanh điều hướng này này, nó để lại cái ảnh ở trên hình như vậy. Nhưng mà cái bóng mờ ấy thì là khi mà để nguội và tắt màn hình để nguội ấy, thì nó dần dần sẽ hết, và khi mà bật màn hình trở lại, sáng trở lại hoặc là dùng lâu lâu một thời gian ấy, nó sẽ lại bị dần dần lên đấy, nhưng mà để nguội thì nó lại hết nhé. Còn cái việc mà bị lưu ảnh hay ám màn ấy, lưu ảnh và ám màn là một khái niệm chung nhé, lưu ảnh cũng là ám màn nhé. Thì cái việc lưu ảnh ám màn ấy nó sẽ mãi như này thôi, nó sẽ mãi như này và nó sẽ không bao giờ hết, kể cả các bác để nguội nó không hết và càng ngày nó sẽ càng nặng lên nhé. Đó, thì cái LG nhà mình ấy, cái thời mà con G4 đây, em G4 này, cái thời con G4 này, G4 này, G5 này, V10 này, V20 là cái thời bốn con đấy nó bị cái bóng mờ nặng nhất và để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất cho người dùng LG luôn. Đấy, thì cái con G4 này của em này nó cũng bị bóng mờ đây này. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy, các bác có thể thấy không? Đấy, rõ ràng cái số 0 này, số 1 này. Đấy, mấy cái dấu linh tinh này. Đấy, trên này một dải nữa này. Đấy, thì cái bóng mờ này, cái thời trên con G4, G5, V10, V20 ấy, thì dần dần nó sẽ hết nhé, để nguội nó sẽ hết. Vì cái thời đấy ấy, LG nhà mình dùng cái màn hình gọi là màn hình lượng tử ấy, thì nó cho cái hiện tượng mà bị bóng mờ như vậy, đó là do cái công nghệ màn hình thời đấy nhé. Còn từ cái thời V bao nhiêu nhỉ, từ cái thời V30 trở đi ấy, trở lại đây này, thì em có con V35 đây. Thì thời cái từ V30 trở đi ấy, LG nhà mình đã dùng cái màn hình gọi là PioLED hay còn gọi là AMOLED cũng thế thôi, nó cũng gần gần là một thôi. Thì nó đã không còn cái hiện tượng mà bóng mờ nữa. Nhưng mà thay vào đó ấy, thì là nó lại bị gọi là lưu ảnh các bạn. Đấy, nó còn như em thấy lưu ảnh nó còn ghê gớm hơn bóng mờ nữa. Nhưng mà được cái là cái tốc độ hay là cái thời gian sử dụng mà bị lưu ảnh hoặc bóng mờ ấy, thì cái việc mà bị lưu ảnh ấy, nó có thời gian rất là lâu nó mới bị lưu ảnh thôi, chứ còn như bóng mờ ấy, thì sử dụng khoảng 2-3 tháng, ví dụ kể cả máy mới đi, bóng mờ sử dụng 2-3 tháng nó cũng đã bị bóng mờ rồi. Còn cái việc mà lưu ảnh ấy, thì các bác phải sử dụng một thời gian khá là dài, tầm có khi tầm 2-3 năm nó mới bị, hoặc là bác nào dùng cường độ lớn, cường độ cao ấy, thì tầm 1 năm hoặc nửa năm mới bị. Đấy, thì có nghĩa là cái lưu ảnh ấy nó lâu bị hơn, nhưng mà bị là bị luôn. Đấy, còn cái việc mà bóng mờ ấy, thì nó nhanh hơn. Đây, như con V5 à, quên, V35 của em đây, em dùng nó 2-3 năm rồi nhưng mà nó vẫn chẳng bị bóng mờ gì cả. Để em có thể kiểm tra cho các bác xem. 6368 thăng sao 350 thăng này, này bác có thể vào đây các bác kiểm tra này. Đó, các bác để màn hình nó cao lên, độ sáng cao lên đấy, các bác vào menu test này thì các bác có thể thấy này. Đây, để các mức độ màn hình này này. Ví dụ các bác để ở cái màn hình màu xám xám như này này, thì các bác nhìn kỹ cái phần logo đồng hồ chỗ này này, đấy, thì nó hay bị ám màn ở chỗ đấy, lưu ảnh ở chỗ đấy. Các bác chờ lấy nghe tí nhá. Đó, thì các bác thấy đấy, cái con V35 này của em ấy nó vẫn chưa bị làm sao cả. Em dùng nó rất là lâu rồi. Đó, chả bị làm sao cả. Đó, không bị gì luôn các bạn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy, nhìn kỹ.
Còn V35 này của em nó xuống cấp quá rồi mà nó vẫn không bị sao, không bị lưu ảnh, không bị bóng mờ gì cả. Đấy, thì làm cách nào ấy để mà các bác hạn chế được cái việc mà bị lưu ảnh hay mà bị bóng mờ ấy, thì trước tiên ấy là các bác để cái độ sáng màn hình ấy, cái độ sáng màn hình này này. Em lấy con G8 dùng cho nó sướng. Đây, thì trước tiên thì các bác nên để độ sáng màn hình nó hơi thấp thấp thôi, nó tầm khoảng 50% thôi. Tại vì cái độ sáng màn hình ấy nó sẽ gây ra hiện tượng bóng mờ cũng khá là nhanh và nó tốn pin nữa. Đấy, thì trước tiên thì các bác nên để cái độ sáng màn hình nó thấp thấp một tí thôi. Đấy. Và có một điều quan trọng nhất đó là cái thanh điều hướng này này. Cái thanh điều hướng này thì hơi hơi đây. Đấy, các bác có thể thấy này, cái thanh điều hướng này này, nó nếu như các bác không ẩn nó đi ấy, thì khi các bác dùng ấy, nó cứ chênh nghênh ở đây này và nó hiển thị mãi mãi ở đây, vào cái ứng dụng nào cũng có nó và nó sẽ nằm ở im vị trí này mãi mãi luôn. Rồi đây là nó sẽ bị cái hiện tượng bóng mờ hoặc là lưu ảnh sớm nhất ở cái vị trí thanh điều hướng này này, và tiếp theo là ở vị trí cái chỗ đồng hồ này. Đấy, thì em khuyên các bác là nếu như các bác đang ở cái Android dưới từ 8 trở lại ấy, từ 8 đổ về ấy, thì các bác nên dùng cái cách là ẩn cái thanh điều hướng này đi. Thì cái cách mà ẩn thanh điều hướng ấy em cũng có mấy clip em hướng dẫn các bác rồi đấy. Còn nếu như các bác nào mà không ẩn điều hướng được ấy, thì các bác vào cái phần hiển thị này này, các bác vào cái phần các phím chạm màn hình này này. Đó, các bác cái chỗ này ẩn các phím chạm màn hình này này, thì trong này ấy, nó sẽ cho các bác là ẩn cái thanh điều hướng này đi ở những cái app mà nó cho phép, ở những cái app mà cài ở bên thứ ba ấy, không phải app gốc nhé, thì nó sẽ cho các bác ẩn hết. Còn những cái app gốc ấy, thường thường nó sẽ không cho các bác ẩn đâu, cho nên các bác phải dùng cái khác, là các bác dùng lệnh ADB hoặc gì đấy. Em có mấy cái clip mà hướng dẫn các bác ẩn thanh điều hướng đấy, các bác ẩn đi thì nó mới được đấy. Ví dụ như đây, ví dụ như cái bản đồ này chẳng hạn nhé, em đã tích vào cái phần mà ẩn nó đi được nhá, ẩn thanh điều hướng đi rồi, thì các bác vào cái phần bản đồ ấy, đây bản đồ đây, bản đồ đây, thì nó sẽ ẩn cái thanh hướng đi. Đây ví dụ đây đang có thanh hướng đúng không, các bác vào phần bản đồ này, đấy nó sẽ ẩn cái thanh hướng đi này. Đấy, các bác vuốt lên nó sẽ trở lại, nếu không thì nó sẽ ẩn đi. Còn nếu như bác không bật cái đấy, không có bật bật cái này này, thì lúc nào vào cái bản đồ nó cũng có cái thanh hướng này đấy. Vào bản đồ nhá, đấy nó lúc nào cũng có cái này đấy, cho nên nó sẽ bị bóng mờ hoặc là lưu ảnh sớm nhất ở cái vị trí này. Đấy chính là cách cách để hạn chế cái việc bị bóng mờ, bị lưu ảnh ấy, các bác nên ẩn cái thanh hướng đi nhé. Cách ẩn thì em đã có mấy clip dạy các bác xem lại nhé. Đấy, và thứ hai nữa là các bác giảm độ sáng đi một chút, tầm khoảng để tầm 50 thôi. Đấy, và thứ ba nữa ấy, là các bác đừng để cái hình ảnh nào đó. Đây để em lấy cái này. Thực ra thì em không chơi game các bạn. Đây, đây game chả có cái game nào cả. Đấy, thì em nói qua cho các bác là các bác đừng để cái hình ảnh nào đó ở một cái vị trí đấy quá lâu. Có nghĩa là khi các bác chơi game ấy, thường thường là em thấy là các bác chơi game, khi các bác chơi game nhé, thì các bác sẽ có những cái nút để điều khiển ấy, những cái nút điều khiển ở đây chẳng hạn, ở đây, hoặc là có những cái biểu tượng ở trên này, nó sẽ nằm ở cái vị trí đấy trong suốt cái lúc mà các bác chơi game ấy, trong suốt thời gian các bác chơi game nhé. Thường thường các bác chơi game ấy, máy nó sẽ nóng là một này, và thường thường các bác chơi game cũng đổi để cái độ sáng màn hình nó cũng khá cao, dẫn đến là nó sẽ gây ra hiệu quả là nhanh bị bóng mờ hoặc là bị lưu ảnh. Đấy thì các bác nên hạn chế cái việc mà để cái hình ảnh của đó nó quá lâu ở một vị trí nào đó. Đấy, ví dụ ở đây chẳng hạn có những cái biểu tượng của game đấy, nó sẽ ở đây lâu. Đấy, đây là ba cái mà gây ra hiện tượng mà bị bóng mờ hoặc lưu ảnh nhiều nhất. Đấy, thì cũng qua clip này em cũng muốn nói với các bác nào mà mới biết đến LG, thì là LG đã không còn hiện tượng bị bóng mờ nữa đâu, và bây giờ là LG bị lưu ảnh hay gọi là ám màn ấy. Cái việc mà ám màn hoặc là lưu ảnh này nó y chang như của Samsung thôi. Samsung thậm chí nó còn bị ám màn hoặc là lưu ảnh nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao là bên Samsung họ bị nhiều như vậy, nhưng mà
cái người dùng của Samsung ấy, người ta chẳng có thắc mắc hoặc là chẳng có ý kiến gì về cái việc này nữa. Họ coi việc đó như kiểu là cái việc mà bình thường, như việc là ăn cơm bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Trong khi đó là mấy ông LG nhà mình thì hễ mà bị bóng mờ hay là lưu ảnh phát là xoắn quẩy lên rồi, là bắt đầu là than thở này, LG như cái cờ, xong rồi cái thứ em thấy rất là buồn cười. Trong khi đó Samsung thì nó bị ám màn đầy ra đấy, rồi còn bị sọc màn hình nữa, đủ kiểu nữa, nhưng mà họ có kêu ca gì đâu đấy. Hay là vì em không biết, có nghĩa là cứ khi là các bác mua một cái máy Samsung thường thường nó sẽ đắt hơn, nên các bác là than thở thì nó sẽ bị người ta chê cười hay sao ấy. Còn mấy ông LG nhà mình ấy, máy nó cũng rẻ mà, cho nên cái gì cái đấy là các bác bắt đầu là kêu chơi lên, cũng rất là buồn cười đấy. Thì hy vọng là cái clip này đã nói rõ cho các bác biết là LG nhà mình nó đang như thế nào đấy. Và đến từ thời V30 trở trở lại đây ấy, thì là cái việc bóng mờ đã không còn ở trên LG nữa nhé. Chắc chắn điều như vậy, từ V30 trở lại đây bóng mờ đã không còn nữa, và thay vào đó là cái việc bị lưu ảnh. Nhưng mà cái việc lưu ảnh ấy nó phải trải qua một thời gian khá là dài, tầm khoảng như em thấy là phải tầm khoảng 2-3 năm nó mới bị bị lưu ảnh đấy. Chứ còn trừ khi là bác nào mà dùng cái cường độ mà quá kinh khủng, quá ghê gớm, màn hình sáng quá nhiều và chơi game, hoặc là chơi game để mà cái biểu tượng game nó ở đây mãi đấy, thì nó mới nhanh bị thôi. Chứ cần bình thường sử dụng như em đây này, em sử dụng bao nhiêu năm nay, từ con V30, V35, V40, V50, G8 này, nó chả bị lưu ảnh bao giờ luôn ấy. Thực sự là thế, không bao giờ bị lưu ảnh luôn đấy. Và từ nhất là từ cái Android 9 trở đi ấy, là các bác đã không không còn cái có thể là ẩn cái thanh điều hướng bằng việc là sử dụng cái dạng khác, như kiểu cái thanh ngang này này, bằng các thao tác vuốt chạm ở trên màn hình ấy, thì không còn ba cái nút điều hướng nữa, thì nó gần như là không bị bóng mờ nữa, à không bị lưu ảnh nữa đấy. Rồi ok, hy vọng là các bác hiểu được những điều em nói vừa đây. Rồi ok, chào các bác.